Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với khách mời của hôm nay. Thưa quý vị, ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có một đôi vợ chồng chữa bệnh miễn phí cho cộng đồng đã gần 20 năm qua. Đó là hai vợ chồng của ông Phan Thành Lợi, sinh năm 1950, và bà Ngô Thị Y, sinh năm 1949. Và chuyên mục khách mời hôm nay có buổi trò chuyện với đôi vợ chồng có tấm lòng thiện nguyện và công việc mà họ đang làm. Nằm ngay đầu một con hẻm nhỏ của đường Phan Thanh Giản, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngôi nhà đơn sơ và nhỏ nhắn của ông Lợi, bà Y, rộng chừng 40m², cũng là phòng khám từ thiện với 4 chiếc giường y tế. Ngày nào cũng có nhiều người ghé qua, xin thăm khám và chữa trị bệnh. Bệnh kinh tê nhất, rồi bắt đầu cái nghe đi chăm cứu rồi nét giác nẻ rồi. Vô đây mà mới làm hai bữa nay thấy cơ thể nó giảm. Anh chị hai đây đó, nó làm như vậy đó thì cũng là quan tâm cho những người khách bệnh hoạn đồ, với tiền bạc thì không có vấn đề, ai hảo tâm cứ hảo tâm, không hảo cũng được, để ông làm phước. Cô đau bị thói quá, đau từ xương sống xuống tới với cái chân này nè, đi không được. Vô rồi chữa cô làm cho được mấy lần cái nay đi được, chạy luôn. Bà Ngô Thị Y xuất thân là một điều dưỡng viên. Nữ hồi sinh đã có nhiều năm liền công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thuận An. Năm 1995, bà nghỉ làm rồi theo học đông y. Đến năm 2004, vợ chồng ông bà mở phòng khám châm cứu từ thiện tại nhà nhằm giúp đỡ bà con nghèo quanh khu vực và lân cận. Về cứ bắt đầu cái mấy bà kia gặp với nó chứ. Cô, giờ tôi đau nhức quá cô. Mà ngày nào đi cũng gặp đau nhức. Bây giờ cô có thể cô học rồi cô làm giúp tụi tôi đi. Tụi này không biết làm. Biết chứ biết vô nó quyển rồi thôi à. Mà cứ nói hoài vậy đó, mình thấy thương quá. Về nói với ông xã anh ơi, bây giờ em học đông y nha. Ông nói thôi nó tầm bậy tầm bạ không, mình đông y cái gì nó bậy nó bạ không. Nghe em học á. Rồi cái rước thầy về, ông bắt trước ông học theo luôn. Trung bình mỗi ngày, phòng khám của hai ông bà tiếp trên 10 lượt khách, ngày cao điểm lên đến 20 người. Đa phần họ là những lao động có thu nhập thấp như công nhân, bán vé số, lao công, tạp vụ. Vợ chồng tôi làm công việc này nó xuất phát từ ở tình thương. Tôi có cái ước vọng làm sao muốn làm cho ban cho mọi người bớt đi cái nỗi khổ này. Ngoài việc khám và chữa bệnh tại nhà, vợ chồng ông Lợi bà Y còn cùng các tổ chức thiện nguyện của nhà thờ Lái Thiêu, chùa Giác Tâm, chùa Bửu Minh tại thành phố Thuận An đi khám chữa bệnh cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa. Xin chào quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Vừa rồi quý vị đã xem qua hình ảnh về phòng khám châm cứu từ thiện tại nhà nhằm giúp đỡ cho bà con nghèo của hai vợ chồng ông Phan Thành Lợi và bà Ngô Thị Y. Ngay bây giờ thì Hồng Ân sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ để trò chuyện và hiểu rõ hơn về tấm lòng của đôi vợ chồng đã có 20 năm làm thiện nguyện này ạ. Dạ, con xin chào cô chú ạ. À, xin chào phái đoàn, chào cô. Thưa cô chú, ai làm việc gì thì cũng có một cái lý do, nguyên nhân của riêng mình. Vậy thì lý do đã đưa đẩy cô chú đến việc mở phòng khám thiện nguyện này là gì vậy ạ? Xuất phát từ ở tình thương. Mà vợ chồng tôi mạnh dạn mở phòng khám bệnh từ thiện giúp cho bà con, nhất là những bà con nghèo. Trong thời gian ban đầu mình đã trải qua những khó khăn như thế nào và lượng bệnh nhân đến với phòng khám của mình ra sao vậy cô chú? Lúc ban đầu cũng có những cái khó khăn đó, nhưng mà nhờ cái số tiền của tôi cũng dành dụm được đó, trong thời gian tôi cũng nơi làm việc đó, tôi với bà xã tôi cũng mua được những trang thiết bị y tế rồi ít thuốc men để giúp cho bà con nghèo, giúp cho bà con lao động nghèo. Lúc đầu tôi đến đông lắm, nhưng mà trong mấy năm đầu tôi không có nhận tiền ai cả, cho nhưng mà cũng có người nói nếu mà làm vậy thì cô chú lấy gì sống. Đó, phải làm một cái thùng tiền, một cái thùng thì tôi muốn bỏ cho nó để giúp cô chú có cái khoản tiền để mà mua thêm trang thiết bị rồi thuốc men. Tôi cũng nghe lời, tôi cũng làm thùng tiền, ai muốn bỏ nhiều bỏ, mà không có cũng được. Nhưng mà nói cũng chuyện cũng khôi hài vậy, tôi làm tiền đâu được cái năm trộm lấy mất thùng tiền, rồi tôi không có làm được. Tôi giờ bà con đến có tiền cũng được, không có không sao, nha. Tôi vẫn làm bình thường, nha.
có những người bệnh nặng quá đến rồi tôi tặng cho nước biển, có thằng có thể 7-8 chai cho ta hết bệnh thôi. À, cô Y có thể chia sẻ cho con biết thêm là như chú đã nói á, là cô đã có một cái quá trình trước đây làm nữ hộ sinh. Vậy thì quá trình đó đã giúp cho cô có những cái kinh nghiệm và có những cái tâm nguyện như thế nào để mà đưa đến cái công việc chăm sóc bệnh nhân nghèo như hiện tại vậy cô? Thường thường đó tôi hay đi chợ thì bệnh nhân nói cho cô biết nhung, cô là nữ hộ sinh rồi, cô học cái nghề này nó hay lắm, cắt lễ đi. Nói thôi tôi không dám đâu. Nhưng mà cuối cùng cái tôi về tôi suy nghĩ nói với ông xã, tự nhiên người ta kêu em cắt lễ anh đó. Cái bắt đầu cái ông xã nói thêm đâu mà em học quá, mới đầu thì học chăm cú rồi không được rồi cái bắt đầu cái suy nghĩ đó thôi chăm cú không được, bây giờ mình thử cắt lễ ra. Cái học cũng học mà cắt lễ đó, cái chánh đó là không có thầy, còn chăm cú thì có thầy đàng hoàng. Rồi về cái mình học từ từ cắt lễ đó, làm riết tới bây giờ luôn đó, là làm hơi vất vả. 3 năm đầu vất vả lắm, có người tin người không, nhưng mà 4 năm sau là khách đông lắm, tại vì mình làm không có nhận tiền mà không có nhận quà, không có gì hết. Với công việc mình làm phòng khám thiện nguyện như vậy thì mình sẽ cần một cái khoản chi phí để có thể hoạt động. Vậy thì cái nguồn kinh phí này đến từ đâu? Vô nước biển nhiều lắm. Một cây nước biển giờ mình ăn 20 ngàn, 2 tiền công á, nhiều lắm, vô nước biển đông lắm. Thành ra lấy cái đó vô làm cái kia đó. Như vậy là trong một cái khoảng gần 20 năm, cô chú đã cống hiến rất là nhiều thời gian, sức lực cũng như là trí tuệ của mình để mà giúp đời, giúp người. Như vậy thì sau 20 năm, cô chú nhìn lại, cô chú cảm thấy là đã hài lòng, đã vừa ý với những cái gì mình đã cống hiến và làm được không ạ? À, tôi thấy rằng mình làm như vậy thì cũng chưa có được bao nhiêu đâu. Nha. Ước vọng của tôi đó, là tôi cũng muốn xong mình sao làm nhiều hơn nữa, tôi xin bề trên cho vợ chồng tôi có được cái tuổi thọ, có sức khỏe để phục vụ cho chúng sanh, cho mọi người. Như vậy thì trong thời gian sắp đến, cái kế hoạch của cô chú để tiếp tục hoạt động phòng khám này sẽ là như thế nào ạ? Tôi có ý nghĩa là muốn làm sao phát triển thêm cái phòng khám thôi ha. Rồi tôi cũng đào tạo thêm những người có đức, có nhất là cái y đức, quan trọng nhất là y đức. Đó, rồi có khả năng để mà sau này tôi qua đời á thì thay thế ha, để mà làm giúp đỡ cho ba thánh. Ngoài những cái hoạt động để mà giúp đỡ cho phòng khám của mình đó cô, thì cô với chú còn tham gia những cái hoạt động bên ngoài nào khác hay không ạ? Ở nhà thì nấu ăn, làm bánh mì cứ tháng 2 lần, tháng một lần ngọ phát là 180 ổ miễn phí cho người ta đó. Cho những người hút rác với là công nhân nghèo với lại hàng xóm. Con xin cảm ơn chú Phan Thành Lợi và cô Ngô Thị Y đã tham gia chương trình Việt Nam Ngày Mới buổi sáng hôm nay ạ. Con xin chúc cô chú là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà mình đã bỏ rất nhiều tâm huyết gắn bó ạ. Và Hồng Ân hy vọng là với cuộc trò chuyện cùng ông Phan Thành Lợi và bà Ngô Thị Y vừa rồi, quý vị khán giả đã được tiếp thêm một nguồn năng lực tích cực để bắt đầu một ngày mới thật tươi đẹp và bình an. Còn bây giờ, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung khác của chương trình sáng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.